từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23 tháng 2, đơn vị này vừa cấp cứu thành công hai bệnh nhân là bố và con trai cùng bị nhồi máu cơ tim trong một ngày. Đây là trường hợp đánh giá hy hữu. Ông N, 70 tuổi, xuất hiện tình trạng đau ngực trái lên vai, ngày càng đau nhiều, đi khám được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Ông N được các bác sĩ chuyên khoa tim mạch tiến hành cấp cứu. Vài giờ sau đó, anh V, 45 tuổi, là con trai của ông N, trong lúc chăm sóc bố tại bệnh viện cũng xuất hiện dấu hiệu đau ngực trái, kèm khó thở, vã mồ hôi. Qua thăm khám, anh V được các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, sau đấy cũng được cấp cứu ngay lập tức. Gia đình cho biết, ông N và anh V thường xuyên hút thuốc lá, thuốc lào, sử dụng rượu bia. Nhồi máu cơ tim là tình trạng thiếu máu đột ngột nuôi tim do tắc nghẽn động mạch vành. Bệnh lý này thường gặp ở người cao tuổi, nam giới, có thói quen hút thuốc lá, bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Gần đây, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tuổi trung bình của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi đã lên tới 10% tổng số ca nhồi máu cơ tim. Triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng, điển hình là đau thắt ngực và khó thở. Các triệu chứng bao gồm cảm giác nặng ngực hoặc thắt bốc trong tim, đau vùng ngực lan ra sau lưng, lên hàm hoặc cánh tay trái, kéo dài hơn vài phút hoặc có thể hết sau đó tái phát, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn và nôn, hồi hộp, cảm giác ngạt thở, nhịp tim nhanh, mệt mỏi.